Dạ mô Phật bạch thầy, con xin hỏi thầy một chút ngoài cái đề tài mà đây có lẽ là kiến thức Phật học phổ thông, nhưng mà con hỏi nhiều người không ai nói giải thích rõ ràng cả. Đa số là ở các chùa đều có cái biểu tượng hai chữ Phật lầm vào nhau đó thầy. Thì con dẫn du khách đi thăm chùa, người ta cứ thắc mắc hỏi tại sao Phật giáo của mình lại đem cái biểu tượng SS của phát xít, của Hitler lại đi thờ. Thì con cũng không biết như thế nào để giải thích, thì mong thầy giải thích dùm. Như cái lá cờ Phật giáo, tại sao lại từ nhiều mảnh màu khác nhau ghép lại, thì nó mang cái ý nghĩa như thế nào? Dạ mô Phật, xin thầy giải thích. À, đúng là cái câu hỏi này nó ngoài cái trường mà mình đang nói. Mình nói thì mình đang nói đến cái sống thôi, còn mấy cái này thực ra nó chỉ là những cái biểu tượng. Trong Phật giáo nó cũng sử dụng rất nhiều biểu tượng. À, nhưng mà thật ra thầy thì thầy cũng đôi lúc sử dụng một vài biểu tượng, nhưng mà nói chung là có một vài biểu tượng thì mình sử dụng được. Nhưng mà có một số biểu tượng thì nó ngoài lai. Ví dụ như cái chữ vàng này đó, thực ra là không có trong Phật giáo. Trong cái Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy không hề có một chỗ nào mà có chữ vàng hết trơn. Chữ vàng này là nó phát xuất sau này, không biết là khi phát xuất từ cái lúc nào mà người ta đưa vào chữ vàng. Mà cái chữ vàng này thì thực ra là ở Ấn Độ cũng không có. Không biết là cái nguồn gốc ở đâu mà tự nhiên có cái chữ vàng này. Nhưng mà sáng đây thì thầy lưu ý một cái. Nếu như người nào mà lỡ có đeo chữ vàng thì nhớ là khi đi Mỹ là phải lột bỏ đi. Bởi vì người Mỹ nó thấy cái chữ vàng đó, nó tưởng là phát xuất là nó sẽ theo dõi liền. Nó sẽ rồi, thậm chí nó sẽ bắt luôn á. Thì cái này là tại vì có người kinh nghiệm đã gặp rồi cho nên họ mới là nói lại. Đây cái chữ vàng thì nó không có ý nghĩa gì cả. Còn cái có thể là có ý nghĩa, nhưng mà ý nghĩa đó người ta chỉ gán vào thôi. Người ta mượn cái đó rồi hình cái biểu tượng đó để ta gán vào cho nó cái ý nghĩa gì đó. Cũng giống như bên câu đài người ta vẽ con mắt để làm cái biểu tượng cho cái đạo của họ. Có thể là họ sẽ cho cái đó nó có những ý nghĩa. Nhưng mà mình đang học về thiền, mình đang học về đạo á, thì gần như là mình loại ra tất cả những cái về biểu tượng. Biểu tượng chỉ là văn hóa làm cho vui, mà trên cái nóc chùa mà nếu mình để mà trơn trơn vậy không được thì thôi mình làm cái bát chánh đạo hay là cái hoa sen này cho nó oai oai cho vui vậy thôi. Chứ còn thực ra nó chẳng có, không quan trọng gì cả. Đối với thầy thì có người hỏi tại sao thầy làm mấy cái tháp, thì nói à, 4 cái tháp là tứ diệu đế. Rồi nói tại sao phía trên là 8 cái rồi bát chánh đạo. Thực ra cũng nói đẹp thôi, chứ còn nó bát chánh đạo gì ở nơi đó. Bát chánh đạo tứ diệu đế nó nằm ở nơi mình đó, chứ nó nằm ở đâu trên đó. Nhưng mà thì thường thường tôn giáo là hay biến cái bìa thành biểu tượng cho nó, là để cho người ta nhìn qua đó để người ta nhắc nhở người ta về bát chánh đạo, về tứ diệu đế rồi cho vui vậy thôi. Còn cái Phật giáo đó thì mới xuất hiện hình như năm 1956 thì phải, tức là cái lúc mà có cái đại hội Phật giáo mà kết tập tâm tàng ở tại Miến Điện lần thứ 6 thì phải. Thì là có một cái hình như là có một cái ông đại tá tên là cái gì Scott gì đó, cái gì Scott đó. Thì ông mê là vẽ ra một cái biểu tượng để làm cái cờ. Thì cái năm cái màu này đó là tượng trưng cho năm châu. Để mà nói là Phật giáo truyền đi năm châu, hay là năm châu là đại đồng, là cùng là huynh đệ, giai huynh đệ gì đó. Đại cái là một. Thứ hai là năm cái đó là tượng trưng cho tín tấn niệm định tuệ. Tức là năm cái căn, năm cái lực mà ở trong Phật giáo đó, thì những người mà tu tập á là cần có những năm cái yếu tố đó để mà tu tập, đại khái vậy.
Cho nên nó cái năm màu đó là tượng trưng cho, thứ nhất là nói về cái sự hòa hợp giữa năm châu, và thứ hai là nói về cái năm yếu tố là tín tấn niệm định tuệ. Đại khái là như vậy thôi. Rồi còn phía trên là năm cái, rồi phía dưới năm cái nhỏ lại á, là để giống như là năm cái nó kết hợp lại, thì cái ý nghĩa chỉ như vậy thôi. Nhưng mà đó vẫn là biểu tượng. Còn mình á thì mình đang học về cái thực, là mình đang nói về cái thực, tức là cái mà mình đang sống, mình đang chiêm nghiệm, đang thể nghiệm trong đời sống. Bây giờ thầy nhắc lại này, trong đời sống đó tất cả mọi cái đều là bài học để mình giác ngộ cả. Thầy nhắc lại là tất cả mọi cái gì mà mình đang trải nghiệm qua, đó là một nỗi buồn hay là một nỗi khổ hay là lòng sân hận hay là cái gì, bất kỳ cái gì, tất cả những cái đó nếu mình biết chiêm nghiệm, biết học hỏi, biết lắng nghe để mà hiểu ra nó, thì mình sẽ là thấy ra được sự thật. Tất cả những cái đó đều là giúp cho mình thấy ra được sự thật. Thì trong đời sống á, có đôi lúc có những cái đau khổ, thì thường thường mình là sợ đau khổ, mình muốn là tròn hạnh phúc. Nhưng mà vừa rồi ai đọc trong trang web sẽ thấy có một em bé 12 tuổi. Em bé đó thì có gửi cho thầy một cái thư. Nhưng mà tại vì trong cái thư đó là em bé nó yêu cầu thầy là xin sư ông là đừng công bố cái thư này ra, thì ông chỉ trả lời riêng cho con thôi. Thì em bé này kể một cái hoàn cảnh trong gia đình mà có những cái điều gì đó mà em rất là uất ức, bực tức, là bởi vì có một cái người làm trong nhà đó là phản bội trong nhà, rồi nói xấu trong nhà gì đó. Mà em là còn trẻ quá, cho nên là khi mà bị người ta vu khống, bị người ta nói xấu gì đó thì là rất là bực. Thì mà cũng may rằng là đem cái chuyện đó hỏi sư ông, thì thầy mới trả lời như thế này. Thầy nói là con có biết không, đó là những cái thử thách đầu đời, mặc dù bây giờ con đang còn trẻ, nhưng mà đó là những thử thách đầu đời để cho con á, là sau này khi mà con lớn lên á, còn bước vào trong cuộc đời này sẽ còn rất nhiều thử thách cam go hơn nữa. Vậy thì những cái thử thách đầu đời này chính là để giúp cho con là cứng cáp hơn, cho con bản lĩnh hơn, cho con biết học ra được những cái ý nghĩa ở trong cái thử thách đó. Vì vậy cho nên á, con phải một ngày kia con sẽ thấy ra rằng là con cảm ơn cái người mà giúp việc mà đập hạng bồi gia đình mà nói xấu đồ này nọ đó, thì con sẽ cảm ơn họ, bởi vì á, nhờ như vậy mà sau này con bản lĩnh hơn, mà khi bước vào đời với những thử thách cam go hơn thì lại con là thấy rằng là mình đủ sức để mà đối diện được với cái những cái sự thật, để mà học ra cái bài học về ý nghĩa của cuộc đời. Đại khái thầy nói như vậy. Thế mà nó sau đó nó lại viết cho thầy một cái thư nó cảm ơn, mà nó còn làm một cái bài thơ, mà trong cái bài thơ nó nói rằng là bây giờ con mới hiểu ra rằng là đau khổ mới là có giá trị, chứ còn hạnh phúc chỉ là những cái đi qua thôi. Đại khái cái bài thơ nó như vậy. Ai đọc cái nó rất là kỳ lạ, tức là một em bé mới có 12 tuổi mà đã là tiếp thu được cái điều mà thầy nói rất là nhanh. Tức là ngay từ đầu đã bắt đầu biết chấp nhận đau khổ để học ra bài học, bởi vì thực ra đau khổ mới là có giá trị học ra bài học của cuộc sống. Cho nên là mình thì thường hay là chọn những cái mà mình vừa lòng, chọn những cái mà mình cho là hạnh phúc. Nhưng thực ra đó, để có một bữa nào đó thầy sẽ nói một cái đề tài là hạnh phúc và đau khổ. Thực ra hạnh phúc và đau khổ nó không có thật, nó chỉ là ảo thôi, chứ nó không có thật. Bây giờ thì mình tưởng là thật, nhưng mà đến một lúc nào đó mình giác ngộ rồi mình mới thấy chuyện đó là ảo.
thì nó có một câu chuyện ảo và thực như thế này. Cái câu chuyện của bên đạo Ấn Độ giáo á, cái chuyện nói là cái vị thần Krishna, thì cái vị này á là có một người đệ tử tên là Narada. Thì một hôm hai thầy trò mới là dẫn nhau đi trong cái sa mạc á. Cái vị thầy á, ngài Krishna đó mới điệu Narada đó, con bây giờ trên đường hết nước rồi con, bây giờ con lấy cái bình nước đi đi lấy nước. Thì cái tiểu đồng Narada đó mới là lấy cái bình đi lấy nước. Thì còn mới đi băng qua cái sa mạc thì còn mới thấy là trước mặt có một cái cảnh rất là đẹp, cây cối xanh tươi, thì cậu mừng quá cậu mới là đi vào trong cái ngôi làng đó. Khi cậu vô làng trong ngôi làng đó thì cậu thấy có một cái ngôi nhà rất đẹp, cậu mới đi vào gõ cửa thì có một cô gái ra mở cửa, thì mới thấy Narada đã mệt rồi cho nên là mời vào nhà, rồi là cho uống nước, rồi cho ăn cơm. À, rồi mới là ở trong nhà. Thì sau đó cha mẹ của cái cô gái đó ra mới hỏi chuyện rồi này kia, rồi nói thôi bây giờ con đừng có đi tu nữa, con đi tu vì cái cực khổ đó, ở đây cảnh rồi đẹp mà đầy đủ mọi thứ, thế con ở lại đây đi, là ba mẹ gả con gái cho con. Thì cậu thấy thích quá rồi, thầy nói bây giờ mà đi ra đi lại với thầy mà không có nước mà uống mà đi cái sa mạc này biết khi nào mà qua khỏi cái sa mạc này, cho nên á thôi thì ở lại đây đi. Thế cậu mới ở lại thì mới lấy cái cô gái đó, lấy cô gái đó thì mới sinh ra được một đứa con. Thì đứa con nó lớn lên, gia đình sống hạnh phúc. Thì bỗng một cái hôm á là một cái trận bão cát hay gì đó nó quét qua một cái thì nguyên cả ngôi làng nó không còn gì cả, bay hết. Thì Narada cũng bất tỉnh luôn. Thì trong lúc đang nằm bất tỉnh này đó, thì bỗng nhiên là có người đập cái vai Narada, nói à, dậy con dậy, đã lấy nước chưa? Đã lấy nước được chưa? Thì là té ra cậu mới biết rằng là cậu đi trong cái sa mạc á, rồi bằng cái ảo giác cậu thấy như vậy, mà cậu ngất xỉu ở đó, và trong cái ngất xỉu đó cậu mới là thấy ra giấc chim bao đó thôi, chứ thực ra đâu không có. Đến khi vị thầy mới đập mới kêu dậy thì cậu mới biết rằng là té ra là nãy giờ chỉ là một giấc chim bao. Câu chuyện rất là hay, bởi vì thực ra cái cuộc đời này á nó cũng như là một giấc chim bao thôi. Cái ý nghĩa của giấc chiêm bao này đó là để học ra được, bởi vì Narada qua cái giấc chiêm bao đó học ra được thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ, à thế nào là được là mất, là hơn là thua, gì đủ thứ trong đó học ra biết bao nhiêu chuyện. Nhưng mà cuối cùng rồi á thì tất cả đều là giấc mộng. Nhưng mà cái giấc mộng đó lại có một cái hay của nó, cái tuyệt vời của cái giấc mộng này á chính là ở cái chỗ là giúp cho Narada thấy ra được tất cả những cái ảo vọng của mình. Bởi vì cái giấc mơ đó chính là ảo vọng của Narada. Có thể là khi đi bên thầy rồi thấy đôi lúc thấy mệt mỏi quá rồi đi mà không có nước mà uống, rồi bây giờ tự nhiên trong lòng mơ mộng lên là ước gì mà mình là có một cái ngôi làng nào đó đẹp, có một cái ngôi nhà để ở, rồi có một bà vợ thật là dễ thương, rồi có đứa con thương yêu, rồi ngồi rồi cứ đi với ngài Narada, nhưng mà tâm vẫn cứ nghĩ như vậy biết đâu. Thì cái chính cái ý nghĩa đó, cái vọng tưởng đó nó lại trở thành hiện thực qua một giấc chiêm bao. Cái cuộc đời của mình cũng vậy, thực ra tất cả những cái mà mình đang làm đây đó nó cũng chỉ là một cái ý tưởng nào đó mà bây giờ nó trở thành hiện thực. Nhưng rồi mình sống một đời, cuộc đời cho nhiều lắm là 100 năm thì tất cả những hiện thực đó cũng đều là bị xóa sạch. Tuy nhiên có một điều mà vẫn là giá trị vô cùng,
đó là cuộc đời này vẫn cung cấp cho ta được một sự giác ngộ, giúp cho ta trở về lại được với cái sự tĩnh lặng, cái sự trong sáng, thì cái đó mới là cái giá trị thực sự của cuộc đời. Cho nên có nhiều người hỏi thầy là con thấy cuộc đời con thầy nói cuộc đời này là nó rất là tuyệt vời mà con chả thấy tuyệt vời được chỗ nào hết. Nhưng mà thực ra nó rất tuyệt vời, cái tuyệt vời của nó chính là ảo. Cuộc đời của nó chính là nhận thức ra được tất cả những cái đó chỉ là ảo. Khi mình nhận thức cho tận cùng thì mình thấy là cuộc đời này rất là ảo. Bởi vì sao? Tất cả đều là do ý nghĩ của mình hết. Không phải là không có cái thực vẫn có. Nhưng mà cái thực đó, bản chất của cái thực đó thì nó lại vô thường, vô ngã. Còn hầu hết những cái mà mình tạo ra, mình cho là thế này, mình cho là thế kia, mình phải là thế nọ, mình muốn sẽ là thế kia, tất cả những cái đó đều là ảo. Cho nên á, trở lại cái bài đầu tiên của mình, một lúc nào đó mà thực sự mình buông ra. Bây giờ là mình tập buông thôi, mình tập buông thư giãn, buông xả, để ngồi đó mình tập buông thôi. Nhưng mà bỗng nhiên một lúc nào đó, đang đi trên đường, hết đang làm một cái chuyện gì đó, bỗng nhiên nó buông thật sự. Nó không phải là mình buông, mà bây giờ lúc đó nó buông thật sự. Buông thật sự thì lúc đó tâm mình nó hoàn toàn trong sáng, và vàng pháp nó hiện ra rất là như chân như thật. Lúc đó mình mới thấy cái câu Đức Phật Ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Lúc đó mình mới thấy cái sự giải thoát giác ngộ là gì, nó thực ra là gì, nó thực ra nó là vật là mình đang đi đây chứ không phải là cái gì khác. Nhưng mà lúc đó nó lại là giống như là nó rã hết tất cả mọi cái ảo tượng, ảo vọng để nó hiện ra đi chân như thật. Như chân như thật chứ không phải như mình cho là phải là hay là sẽ là. Hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của cái khóa 11 và tạm thời nghỉ ở đây. Và tuần sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Dạ thưa thầy, cho con nói về lời tâm sự. Ví dụ như là buông xả, nó có những thứ buông xả về thân tâm, rồi nó có thứ buông xả về hành động. Nếu con nói về xứ, về hành động, những dụng công, có thể được không thầy? Dạ thưa thầy, con nói về buông xả thì nó có hai loại buông xả: buông xả thân tâm và buông xả về hành động. Hành động là dụng công. Nếu con dụng công thì có được không thầy? Như bàn tay con làm này. Nếu mà con dụng công về tay thì nó có hơi quá đáng không thầy? Có một cái nguyên lý, có một cái nguyên lý rất là lạ lùng mà nó rất là hoàn chỉnh. Đó là cái nguyên lý ai muốn gì thì cứ làm đấy. Ai muốn gì thì cứ làm đấy. Rồi á, điều quan trọng là thế này. Điều quan trọng là khi mình làm thì đừng có kẹt vào cái làm đó. Đừng có kẹt vào cái làm đó mà phải luôn quan sát, học hỏi để mà nhận ra được trong cái mình mà muốn đó đó là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì tốt, cái gì xấu, sao đó. Tức là phải nhận ra. Tức là bởi vì á, nói một cách khác về cái sự tu tập á, là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhận thức cho đến khi nào mà mình nhận thức ra được sự thật của đời sống và hành vi như thế nào để mà không phạm phải bất kỳ một cái gì khác, tức là không tổn hại bất kỳ một điều gì. Cái hành vi của mình không tổn hại một điều gì, chỉ có lời cho vạn pháp thì có, chứ không tổn hại gì cả, thì đó là hành vi hoàn chỉnh. Còn nhận thức là mình thấy ra được sự thật. Vậy thì bây giờ nếu mình muốn làm gì đó thì mình cứ làm. Ví dụ như bây giờ mình nói trong võ thuật thôi,
đánh bóc á, là người ta chủ trương là phải treo mấy cái tà đó này, mà đánh cho bao giờ mà một cái tay cái đấm của mình á mà nó đấm được một cái tà, một cái 10 kg, 100 kg hay là 200 kg mà nó chạy đi được á, tức là cái quả đấm của mình nó tăng lên dần á là bao nhiêu ký. Thế rồi á lại bắt đầu người ta lại thấy rằng là dùng lực như vậy á thì sau một trận mà đánh nhau, mà nhất là mình cứ coi mấy cái trận đấu mà để mà đoạt chức vô địch á, thì cho dù người thắng hay người bại gì cũng là về là mệt chết luôn. Đại khái là vậy đó. Thì bây giờ đó người ta mới là tiến bộ dần dần, người ta tiến bộ dần dần, người ta mới là đổi ra là không có dùng lực nhiều quá như vậy. Mà người ta có thể là dùng lực ít hơn mà hiệu quả nhiều hơn. Ví dụ như là nhu đạo là mượn lực của người khác để mà hạ họ, chứ không cần phải là dùng lực của mình đó. Rồi đến cao hơn nữa là đến thái cực quyền. Thái cực quyền thì là cũng là làm cũng như vậy, nhưng mà đều là để mà hóa giải cái lực đi, để cho không còn lực nữa. Tức cái lực là coi như là không có lực. Khi mà không dùng lực nữa đó, thì lúc đó tâm ý là rất mạnh. Tức là không có dùng lực bên ngoài nữa, mà bị cái vỏ mà của cái thái cực quyền đó, là người ta múa không phải là để mà đánh võ, mà người ta múa để mà hóa giải cái lực đi. Tức là bởi vì người ta đã quen rồi, hễ mà làm cái gì thì phải dùng một cái lực, cho nên bây giờ người ta phải là làm cái gì nhẹ nhàng để mà người ta là hóa giải cái lực đó đi. Vậy thì ngay cả trong trường mà mình sử dụng lực thì nó cũng có một quá trình tiến bộ. Cái quá trình tiến bộ đó là quá trình tiến bộ trên nhận thức và hành vi. Thế thì bây giờ mình thấy sao đúng thì mình cứ làm. Đó là cái đúng mà mình cho là đúng, chứ chưa phải là mình vẫn cho là phải là gì đó, sẽ là gì đó, chứ chưa phải là thực sự là. Vậy thì mình cứ muốn gì thì cứ làm. Rồi làm rồi mình mới thấy ra được, mới mình nhận thức ra được cái sai đó, rồi mới điều chỉnh như vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình không thể nào mình nói là, ví dụ như thế này, một cái em học lớp 1, em học mẫu giáo, thì cứ ngồi nó cứ đánh vần trật lên trật xuống ngoài. Nhưng mà điều đó cũng là tất yếu ở đó, chẳng thể nào mình la rầy nó là ngồi làm gì mà cứ đánh vần ồn ào vậy. Nó đọc một cái là được liền, cái bắt nó gì mà ngồi mà đánh vần ồn ào vậy. Nhưng mà tại nó mà không đánh vần là không đọc được. Cho nên con người mình đó, ở mức độ nào thì mình cứ thể hiện như vậy. Nhưng có điều là khi mình sống như thế nào, mình thực hiện như thế nào, mình muốn làm gì thì đều phải biết mình, để biết rằng là mình muốn như vậy, mình làm như vậy và hậu quả của nó là thế nào, để mình học ra được cái bài học. Đó là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Đó cũng là một cái nghĩa của cái tu hành đó. Cho nên nếu mà muốn dùng công thì cứ dùng công, không sao hết. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình sẽ thấy rằng là dùng công nó chỉ thêm mệt. Có khi lúc đó mình không dùng công, cho nên lại có một cái phái thiền, người ta lại là vô công dùng hành, tức là người ta không dùng công nữa. Đó, thì tùy theo. Nhưng mà bây giờ mình đang cần dùng công mà mình là nói mình không dùng công thì là cũng không được. Vì vậy cho nên nói tóm lại là có một nguyên lý rất là lạ lùng, đó là nguyên lý ai muốn gì thì cứ làm đấy. Nhưng có điều là phải học, phải qua đó để học ra bài học giác ngộ thì là rất tốt. Dạ kính thưa thầy, thì con cũng vô trang web của Bình, trong đó con có đọc thì cũng nhớ được cái câu là thận trọng chú tâm quan sát, thì con cũng làm theo, thì quan sát mọi cử chỉ hành động của mình, thì sau thời gian cảm thấy ví dụ chẳng hạn như những ý muốn, những cái thích, những cái ghét, hoặc là những cái sân si, thì cảm thấy là nó có một tức là mình thấy nó rõ, và có khi là nó cũng
thấy nó dấy khởi lên, rồi do cái duyên gì nó tác động sao nó lăn xăng nó đi ấy, rồi đến lúc nào đó nó mất. Thì sau cái đó thì con chỉ thấy, con chỉ biết vậy thôi, nhưng mà một thời gian thì đúng là nó có cái lạ là nó cũng tự nhiên nó an lạc, và cũng có khổ, cũng có bực, cũng có la, nhưng mà mình cảm thấy nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Rồi dần dần gần đây thì nó cũng lại có cái hiện tượng là có đôi khi con có làm những cái gì đó, hoặc những gì đó mà mình cũng trước đây mình suy nghĩ mình làm, mà đôi khi mình suy nghĩ mình tính toán dữ lắm mà nó cũng trật hết à. Nhưng mà đợt này thì đôi khi như vậy thì mình cũng làm luôn, mà thấy nó đôi khi nó lại hợp, mà lúc đó mình cũng không hiểu là tại sao nó lại hợp như vậy nữa, thì không biết thầy có thể trả lời được con không ạ? À, trong cái pháp tu á, là thầy phát hiện ra ba cái yếu tố là thần trọng, chú tâm, quan sát. Hồi đầu á, khi mà thầy giảng á, thì thầy chú ý vào cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành, nhưng mà hầu như là không ai vào được cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Rồi thầy cũng nói đến cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà rồi phần lớn là người ta vẫn hiểu lầm cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên là cuối cùng thì thầy mới là thấy là cái này không phải là thầy vận dụng, mà là trong cái quá trình tu tập của mình á, thì mới thấy rằng là sở dĩ mà mình có cái sự tiến bộ trong cái việc tu tập á, thì té ra là do cái sự thần trọng, chú tâm, quan sát. Thì thầy mới bắt đầu là hướng dẫn bằng cái yếu tố là thần trọng, chú tâm, quan sát. Sang đây thầy mở ngoặc một cái này, cái sáng suốt định tĩnh trong lành, cái thần trọng, chú tâm, quan sát và cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái này là mình sẽ trong những cái buổi học mình sẽ từ từ mình sẽ nói rõ những cái điều này ra. Thì thầy thấy là cái thần trọng, chú tâm, quan sát là cái mà ai cũng có thể dễ hiểu, kể cả nói cho con nít nó cũng hiểu. Hiện nay là có mấy em nhỏ 10 tuổi, 12 tuổi vào trang web hỏi những câu hỏi rất là tốt, chứng tỏ rằng là bây giờ là đã có cái hiện tượng là các em nhỏ đã vào trong trang web để mà học đạo. Mà nó vì nó ngôn ngữ nó về Phật giáo nó rất ít, do đó mình phải nói cách sao đó mà để cho nó dễ hiểu nhất. Có thể đó cũng là một cái bài học của thầy. Nghĩa là nhờ cái nhân duyên đó mà thầy sẽ phải tìm ra những cái ngôn ngữ đơn giản dễ dàng hơn. Trong cái hè vừa rồi á, thì cũng có mấy cái Phật tử ở Hà Nội, khi mà thầy ra giảng ngoài đó thì Phật tử Hà Nội cũng thấy là tin tưởng thầy, cho nên gửi mấy em nhỏ vào khoảng 90 tuổi. Mình nói đạo toàn là những người lớn, những người mà có nghiên cứu học hỏi đạo Phật không, mà bây giờ mấy em 90 tuổi nhưng mà rồi cũng tiếp cận tìm hiểu, rồi dần dần mình thấy là thì ra là cái pháp mà thần trọng, chú tâm, quan sát là cái mà phổ biến, có thể là từ nhỏ cho đến già, già cũng cần, phải không? Người mà già rồi mình đi đứng đồ khó khăn mà không thần trọng, chú tâm, quan sát là không tốt. Cho nên cái thần trọng, chú tâm, quan sát nó giúp ích được rất nhiều. Thế bây giờ mình trở lại cái câu hỏi á, tại sao mà hồi trước á, mà mình suy nghĩ tính toán một vấn đề đó thì nó không ra, mà bây giờ sau một cái thời gian mình thần trọng, chú tâm, quan sát thì bây giờ những cái suy nghĩ mình vẫn có suy nghĩ, chứ không phải là không suy nghĩ, nhưng mà những cái suy nghĩ này thì lại nó lại đúng và mình lại thực hiện được. Đó là lý do vì sao. Bởi vì như thế này, khi mình thần trọng, chú tâm, quan sát chính là cái biểu hiện của cái chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy thực, nghe thực, nói chung là thấy, nghe, ngửi, nếm gì là trung thực, gọi là chánh kiến. Chánh kiến tức là chánh tri kiến. Chánh tri kiến tức là kiến văn giác tri, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý,
thấy sắc thanh hương vị xúc pháp trung thực, gọi là chánh tri kiến. Như vậy thì cái chánh tri kiến này á, bây giờ mình nói chánh tri kiến thì mình biết làm sao mà chánh tri kiến, thì thể hiện cái chánh tri kiến đó bằng cách là mình làm cái gì, bất kỳ cái gì mình cũng thần trọng chú tâm quan sát, để cho cái thân tâm của mình nó tròn vẹn với cái thực tại, và nó sẽ là nhờ cái thần trọng chú tâm quan sát đó mà mình rõ vấn đề ra dễ hơn. Khi kia mình ngồi mình nghĩ, nhưng mà mình nghĩ mà mình không nghĩ đến cái thực, vì khi mình thần trọng chú tâm quan sát, tức là mình lấy cái sự kiện thực để làm cái căn bản cho cái suy nghĩ của mình. Còn khi kia đó là mình cứ ngồi mình suy nghĩ trên mông lung, nên mình không biết là sự thật là cái gì. Qua một quá trình mà mình thần trọng chú tâm quan sát là mình tiếp cận với cái thực. Cho nên bây giờ cái suy nghĩ của mình đó, cho nên chánh kiến thì đến chánh tư duy. Chánh tư duy tức là nó là tư duy dựa trên cái mà mình đã thấy thực. Đó. Thì khi mình thần trọng chú tâm quan sát đó, thì mình sẽ thấy ra mình, thấy ra đời sống, thấy ra rất nhiều yếu tố rõ ràng hơn trong mọi lĩnh vực, là cái đó đều nhờ vào sự thần trọng chú tâm quan sát hết. Mình thần trọng chú tâm quan sát thì mình mới biết là cái đó nên làm thế nào, cũng nên làm thế nào, mình mới thấy, tức là nó phải trên cái sự kiện thực, trên thực tế là cái mà trong lúc thực hiện á, mình mới biết cái chỗ đó nó cần phải là gia giảm như thế nào thế nào. Thì cái đó là đều là dựa trên cái thần trọng chú tâm quan sát mà ra. Thành cái thần trọng chú tâm quan sát á, giúp cho mình những cái là cái tri kiến. Cái chúng ta cả sáng đây thầy phân biệt hai cái từ là tri kiến và kiến thức. Kiến thức là một số thông tin mà mình vay mượn được ở bên ngoài mà mình có thể không thấy ra sự thật. Ví dụ như giờ một cái người Phật tử đó học là đã lên tới là đại học rồi, mà khi tới chùa đứng trên cây đu đủ mà nói là sao chùa mình không trồng cây đu đủ để mà có trái mà ăn, mà đứng ngay trên cây đu đủ, tức là họ biết cây đu đủ là có trái ăn như thế nào, ngon như thế nào, bổ như thế nào, nhưng mà đó là hoàn toàn kiến thức. Còn tri kiến đó, tri kiến tức là mắt thấy tai nghe thật á, thì cũng vậy. Cho nên cây đu đứng trước cây đu đủ mà nói là sao thầy không trồng đu đủ mà cái chuyện nó giống như chuyện cười ấy, mà đó là thực tế. Nói về cái thầy nói thì cây đu đủ rồi, còn đang đứng trước cây đu đủ đây này chứ còn gì nữa, đó trái đó. Thành ra cái này, cái mà mình thấy cây đu đủ, cái đó gọi là tri kiến. Còn mình có một số thông tin về đu đủ, mình coi trên mạng, mình học ở lớp, thì cái đó là gọi là kiến thức. Có thể là kiến thức của mình phong phú, nhưng mà là tri kiến của mình không có. Nhưng khi mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì làm cho đội cái kiến thức này trở thành là tri kiến. Tức là khi kia chỉ là kiến thức thôi, nhưng bây giờ kiến thức này nó trở thành là tri kiến thực. Nên hai cái từ mà tri kiến với kiến thức á, là tri kiến là khác mà kiến thức là khác. Vì vậy cho nên á, khi mình thần trọng chú tâm quan sát á, thì tri kiến là tăng lên, tức là cái mà thấy nghe trực tiếp á, thì cái đó nó tăng lên. Cho nên á, là lúc đó những suy nghĩ của mình bắt đầu trở nên chín chắn. Chín chắn là bởi vì nó dựa trên sự kiện thực để mà suy nghĩ. Vì vậy cho nên suy nghĩ là nó đúng. Thì cũng suy nghĩ như vậy thôi. Trước đây mình suy nghĩ, bây giờ mình suy nghĩ thôi. Nhưng mà trước đây mình suy nghĩ chỉ dựa trên những kiến thức, mà kiến thức thì mình không biết thực. Cho nên mình gần như là võ đoán. Do đó khi mình thực hiện thì lý luận thì rất là logic, nhưng mà thực hiện thì lại là không khả thi. Có nhiều cái dự án là rất logic nhưng mà không khả thi. Cho nên là mình dựa trên cái quan sát thực để mình suy nghĩ, thì suy nghĩ đó nó sẽ trở thành là cái suy nghĩ chín chắn.
Thôi mình khoan nói tới chánh tư duy là một cái gì ghê gớm, mình khoan nói cái đó đã, mà mình chỉ nói là cái suy nghĩ nó trở nên chín chắn hơn nhờ những cái tri kiến thực, mà tri kiến thực đó là có được là nhờ cái thần đồng chú tâm quan sát. Dạ thưa thầy, là chẳng hạn như là bây giờ mình mà cứ chẳng hạn như mình cứ thận trọng chú tâm quan sát thôi, tức là mình làm mỗi công việc mà trọn vẹn, mình đừng có xen vô cái, những cái suy nghĩ tạp tác khác, mình tập trung trọn vẹn vô nó, thì có thể là giai đoạn nào đó mình sẽ được là giống như sáng suốt định tĩnh trong lành ở trong tâm, nhìn chẳng hạn như vậy. Rồi sau đó có thể là mình sống cái bên ngoài là nó sẽ biểu hiện ra cái giống như là tùy duyên thượng pháp vô ngã vị tha, mà nói chung là mình không cần phải cố gắng hoặc là mình không cần cái gì đó, mà đẹp một quá trình đó nó đến giống như một cách tự nhiên, phải không ạ? Dạ hết rồi. Những cái điều mà thầy đưa ra đó như thử là sáng suốt định tĩnh trong lành, thần trọng chú tâm quan sát, hay là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, những cái đó đó nếu mà mình nói trong võ thuật á thì cái đó gọi là yếu quyết, chứ không phải là chiêu thức. Chiêu thức là khác mà yếu quyết là khác. Yếu quyết á là cái đó là cái nguyên lý, còn khi mình thực hiện ra thành ra cái phương pháp á thì thường thường á là cũng mà người ta không phân biệt giữa cái kiến thức với lại là tri kiến này, không phân biệt ở giữa cái phương pháp với là cái mà nguyên lý này. Thì ở đây đó ba cái mà cái điều mà thầy nói ra đó là cái mà sẵn có ở nơi mỗi người. Cái gì sẵn có gọi là nguyên lý, còn cái gì mình tạo ra thì gọi là phương pháp. Cái gì mà mình lập thành, mình tạo ra thế này đó, cái là phương pháp. Thì á, cái phương pháp nó phải là dựa trên nguyên lý để mà đưa ra thì được. Nhưng mà phương pháp thường thường là mình chỉ đưa ra cho nó phù hợp với một cái điều kiện nào đó thôi, xong rồi bỏ. Thành ra cái phương pháp nào mà cứ ứng dụng hoài từ đời này qua đời kia đó là sai. Phương pháp chỉ là lúc đó, bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn đi từ đây qua đó, nhưng mà do cái điều kiện, cái con đường chỗ này nó gay go như vậy, cho nên mình phải là tìm cách dùng một phương tiện, một phương pháp nào đó để đi qua. Qua rồi thì thôi, cho mình cứ đem cái phương pháp đó để làm gì, qua bên kia đâu còn cái chỗ, cái đoạn đường như vậy nữa để mà đi. Vì vậy cho nên á, phương pháp với lại là cái nguyên lý là nó rất khác nhau, mình cần phải lưu ý cái điểm đó. Thì những cái điều mà thầy nói đó là những cái nguyên lý. Cái nguyên lý này là nó có thể mình nói là cái phương án cũng được, hay là cái phương hướng, hay là cái gì đó cũng được. Tức là nó như thế này, nó cũng tùy nghi mà ứng dụng. Nếu như mình mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì mình sẽ trong đó nó sẽ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định rồi. Cho nên là lúc đó mình làm gì thì nó cũng tốt, cũng đúng hết trơn. Khi mà mình tâm mà hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì nói năng là chánh ngữ, hành động là chánh nghiệp, đại khái là vậy. Cố gắng thì là chánh tinh tấn, tức là cái gì nó trở thành là chân chánh hết á. Nhưng mà bởi vì á, mình chưa phục hồi được cái mà cái sáng suốt định tĩnh trong lành đó, là ai cũng sẵn có, mình chưa phục hồi lại được cái bản chất mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó, cho nên mình phải thần trọng chú tâm quan sát. Nhờ cái thần trọng chú tâm quan sát mà mình thấy rõ, và cái sự chú tâm làm cho mình ổn định, cái sự thần trọng làm cho mình nó là thực hiện những cái bước là nó chính xác, và nhờ quan sát mà mình biết rõ ràng vấn đề. À, cho nên thần trọng chú tâm quan sát giúp cho mình học ra được rất nhiều cái điều ở trong đời sống. Trường hợp thứ ba là khi mà mình làm một việc gì mà mình cần chú tâm tròn vẹn vào cái việc đó để mình làm, thì thực ra nó vẫn là thần trọng chú tâm quan sát ở mức độ cao hơn thôi. Thần trọng chú tâm quan sát nó có rất nhiều mức độ khác nhau.
ở mức độ bình thường thì mình cứ làm bình thường thôi, nhưng mà ở mức độ cần một sự thần đồng chú tâm quan sát cao thì lúc đó nó sẽ thần đồng chú tâm quan sát cao hơn. Điều đó là chuyện thầy hay ví dụ đó, ví dụ mình đi trên đường bình thường thì mình đi dễ dàng, mà qua cầu khỉ thì mình phải thần đồng chú tâm quan sát cao hơn, đại khái như vậy. Còn một trường hợp thứ ba, đó là trường hợp khi mà cái tâm mình có thể là bị chi phối bởi một cái gì đó mà làm cho mình bị dính, bị lôi cuốn vào cái đó. Trong đời sống của mình thường hay xảy ra chuyện đó. Ví dụ như bây giờ mình đi làm về bỗng nhiên là mình thấy cửa tủ đồ gì cái mở ra hết trơn là tự nhiên mình xáo trộn liền lập tức, vì mình rồi vô kiểm tra là thấy mất đồ hết trơn rồi. Như vậy là lúc đó là mình coi như là quấn rồi. Tất nhiên nếu một người mà thường thần trọng chú tâm quan sát, thế là sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì người đó sẽ là bình tĩnh hơn, phải không? Có thể là vẫn bị xáo trộn nhưng mà xáo trộn nó ít hơn. Còn cái người mà ít thần trọng chú tâm quan sát, ít sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì chắc chắn là lúc đó coi như có thể là tẩu hỏa nhập ma luôn phải không? Có thể lúc đó là căng thẳng, có thể lúc đó là chịu không nổi. Đó. Thế thì á, là trong trường hợp mà mình bị một cái gì đó mà làm cho mình bị thu hút ra bên ngoài, làm cho mình không còn thần trọng chú tâm quan sát hay là tròn vẹn với mình được, thì lúc đó mình mới sử dụng tới phương án là phương án trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Tức là bây giờ làm thế nào mà để trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại? Tại vì lúc đó mình đang lo lắng thì lúc đó trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại là thế nào? Làm thế nào? Đây là một bí quyết rất là quan trọng. Đó là bây giờ nếu như lúc đó là đang buồn phiền thì phải là trở về tròn vẹn với cái buồn phiền đó. Cũng vẫn là thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà nói về thì lúc đó nó có vẻ là hơi cái dùng cái từ mà thần trọng chú tâm quan sát lúc đó nó có hơi gượng rồi. Thật ra mình chỉ cần là lắng nghe tròn vẹn, mình nói vậy được. Thật ra lắng nghe tròn vẹn chính là thần trọng chú tâm quan sát đó. Nhưng mà bây giờ mình nói kiểu khác, hãy lắng nghe tròn vẹn cái cảm xúc mà đang phiền muộn đó. Bây giờ mình đang đau khổ, đang phiền muộn, đang lo lắng, đang sợ hãi, đang cái gì đó, thì phải là trở về lắng nghe tròn vẹn cái đó, thì cái đó chính là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại. Thực tại lúc đó là sợ, thực tại lúc đó là bực tức, thực tại lúc đó là cái gì đó, chẳng phải không cần phải thực tại lúc đó là phải là hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt định tĩnh trong lành, thầy nhắc lại này, sáng suốt định tĩnh trong lành vẫn là thái độ chứ không phải là trạng thái. Có thể lúc đó bởi vì do mình mất đồ một cái thì cho nên mình đang cái chương trình của mình là cái đồng cái tiền, thầy ở đây bị một lần là có một người Phật tử mới dâng là mấy triệu đồng. Để hồi đó còn cái lúc mà thầy về cái chùa này là còn đơn sơ lắm, cái cầu tiêu nó hư hết trơn rồi, thì thầy mới có cái ý định là sửa cái dạy cầu tiêu. Thì có một người Phật tử họ mới tới, họ thấy cái cầu tiêu hư, họ mới nói là con xin cúng 4 triệu. Hồi đó 4 triệu là cũng nhiều lắm á, 4 triệu. Cái thầy đi xuống dưới ni viện nghe dạy, đi về cái thấy cứ mở ra là kiểm tra lại coi như 4 triệu mất rồi. Thì tại vì cái chương trình của mình là đang sửa cái cầu tiêu, mà bây giờ tiền nó mất thì đương nhiên mình bị hụt hẫng. Nhưng mà nếu như chỉ có một cách mà lấy lại được cái sự trầm tĩnh sáng suốt là mình lắng nghe lại chính cái cảm xúc của mình đó, tròn vẹn với cảm xúc mình đó, cho nên tinh tấn chánh niệm tỉnh giác lúc đó vẫn có giá trị rất lớn, chứ không phải là thầy nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó mới thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Còn cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác mà mình vào trong thiền viện rồi mình cố gắng mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á,
thì thầy đó nói đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác xa xỉ. Cái việc đó mình không cần, mà tự nhiên mình phải đi tới đó để mình phải thực tập cái trường đó, nó hoàn toàn nó không có, không phải cần thiết. Còn bây giờ này, đang lúc mình đang buồn phiền lo lắng đó đó, mình phải trọn vẹn cái buồn phiền lo lắng đó, nó mới thật sự là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, không xa xỉ chút nào hết. Lúc đó là hoàn toàn cần thiết. Nếu mà không tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nếu không trở về trọn vẹn với cái đang buồn đó thì không cách nào mà vượt qua được. Chỉ có nó lôi mình đi thôi, chứ không cách nào mà vượt qua được. Vậy thì lúc đó mình phải trở về trọn vẹn để mà lắng nghe lại cái mà cái đau khổ đó. Tuyệt vời luôn. Một cơn đau răng mà nếu mình lắng nghe thật sự cơn đau răng đó, thì mình sẽ thấy là cơn đau răng nó cũng vẫn dễ chịu thôi. Tức là mình không chưa có biết cái mà thần đồng chú tâm quan sát, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về trọn vẹn trong sáng với cái thực tài đó. Cho nên em mới trong kinh Bát Nhã mới nói là gate pra san gate bodhisavaha. Bodhi này đó chính là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó. Tức là cái tuệ giác này đó, cái tuệ giác này đó là vượt qua bên kia, vượt qua bên kia một cách hoàn toàn. Mà vượt qua bằng cách là trở về lắng nghe trọn vẹn lại chính cái đau đớn đó, thì lại là vượt qua được cái đau đớn đó. Chứ còn mình nói giờ mình cứ đọc gà tê mà mình không biết làm thì là chỉ nói đọc cho vui vậy thôi. Nhưng mà chính cái vượt qua này là ở chỗ mình trở về trọn vẹn, lắng nghe trọn vẹn trong sáng với cái đau khổ đó, thì tự nhiên mình vượt qua cái đau khổ đó một cách dễ dàng. Vậy thì là ba cái phương án này đó là rất tuyệt vời. Tức là nếu bình thường không bị xáo trộn gì cả thì mình có thể sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt định tĩnh trong lành thì cứ đi đứng tự do làm gì cũng được hết, vì lúc đó cái gì mình cũng biết hết, không có cái gì mà mình không biết, rõ ràng hết, không có bị che lấp mê mờ gì cả. Còn nếu như mà nó không đủ sáng suốt định tĩnh trong lành thì mình thần trọng chú tâm quan sát vào một chút. Và cái việc thần đồng chú tâm quan sát đó nó cũng đòi hỏi cái sự thần đồng chú tâm quan sát một cách tự nhiên. Mà thầy thường hay ví dụ là nói là mình sọ kim, sụa trị qua cái rổ kim, thì đương nhiên là tự động là nó tăng cường cái thần đồng chú tâm quan sát nó lên. Thần đồng thì đương nhiên vậy thôi. Còn nếu mà mình làm một cái việc mà nó dễ dàng thì nó cái thần đồng chú tâm quan sát vừa phải vẫn làm được. Tức là luôn luôn nó ứng ra một cách tự nhiên. Còn nếu khi mà mình bị xáo trộn, hay là cái tâm mình nó cứ bị vòng ra ngoài quá nhiều, tức là lúc đó là tâm buông lung phóng dật, thì mình trở về với thực tại. Trở về với thực tại này á, nó có hai cái. Một, hình như cái câu hỏi này là câu hỏi nó chủ yếu là chỗ này này. Một là cái thực tại đó chính là cái mà mình đang lo lắng đó. Tức là ví dụ mình đang lo lắng một chuyện gì đó thì mình đừng có nghĩ tới cái đối tượng đó nữa, mà mình nhìn lại chính cái lo lắng đó, thì cái đó gọi là niệm tâm. Nếu như trong cái lo lắng đó mà nó có một cái sự là buồn khổ trong lòng thì mình trọn vẹn với cái buồn khổ trong lòng đó gọi là niệm thọ. Và lúc đó của người mình á là nó cảm thấy là nó uể oải, thì mình thấy cái trạng thái uể oải hay là cái trạng thái của cái thân như thế nào đó thì đó là niệm thân. Thực ra nói là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp không có nghĩa là mình cứ phải đi tìm nó mà niệm, mà là khi đó tự nhiên mình sẽ thấy ra được thân thọ tâm pháp, trở về với thực tại thân thọ tâm pháp chính là như vậy. Tức là nó rất bình thường, chứ đừng có nghĩ rằng là nó phải vào trong thiền viện rồi phải ngồi kiểu này rồi phải đi kiểu kia, phải thở kiểu nọ rồi mới là hành thiền, không phải. Ngay đây này, cái này mới là thực tế này. Thế còn cái kia là nó là xa xỉ. Xa xỉ là chưa cần tới mà mình tự nhiên mình đi sắm.
cũng như là mình đi vô siêu thị mình sắm đồ mình chưa cần tới, còn khi mình thực sự cần tới đó thì cái đó nó mới có giá trị, và lúc đó mình mới thấu hiểu ra được cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì, lúc đó mình mới thấu hiểu được cái sáng suốt định tịnh trong lành hay thành công chú tâm quan sát là gì. Luôn sống chiêm nghiệm chứ không phải là chị, tức là trải nghiệm chiêm nghiệm sự thật, chứ không có chỉ là những cái lý thuyết trong kinh điển, mà là yếu tố nào là mình phải nắm vững yếu tố đó, ngay trải nghiệm trong đời sống cái yếu tố đó như thế nào. Cho nên là nếu mà mình mà nắm vững được cái ba cái nguyên lý là sáng suốt định tịnh trong lành, thần đồng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà đừng có máy móc quá. Ví dụ như là thay vì sáng suốt định tịnh trong lành, mình có thể nói rộng lành trong sáng, hay là mình cứ nói là thoải mái hồn nhiên, thì nói gì đâu không được. Đừng có quá mà nó kẹp vào một cái công thức. Nó không phải là công thức, mà cái này là mình ứng dụng nó uyển chuyển vô cùng cho nó không thành công thức gì cả. Thay vì mình nói thần đồng chúng tâm quan sát thì bây giờ mình nói là lắng nghe cho thật là sâu sắc cũng được. Tập đổi từ dần ấy, cho đừng có công thức, nhưng mà mình phải nắm vững, bởi vì cái này không phải công thức mà nó là cái nguyên lý. Cho nên nguyên lý thì mình phải nắm vững rồi á, thì cái đó mình mới uyển chuyển ra thành kiểu này kiểu khác được. Còn nếu mình chưa nắm vững mà mình uyển chuyển qua cái đó thật lật luôn thì cũng được.